Hello, xin chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn đang có mặt trong cái bán đảo quốc tế Tuần Châu. Như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở đây thì các cái tàu thuyền các buổi chiều mà đưa du khách ở Vịnh Hạ Long cũng như là bán đảo Cát Bà về với đất liền. Từ đây Minh Toàn đang đứng tại cái khu vực này thì có rất là nhiều tàu qua lại, nhưng mà hôm nay với cá nhân Minh Toàn thấy ở trong Tuần Châu này rất là ít du khách đến Tuần Châu trong năm nay. Bây giờ Minh Toàn sẽ quay một loạt video về Tuần Châu và gửi đến quý bà con cô bác. Đây là một trong những video mà Minh Toàn quay về Tuần Châu. Xin mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta khám phá về Tuần Châu ở Hạ Long nhé. Nhưng đấy là tuyến 3 hay là tuyến 2? Đến tuyến 3 đi như thế thì mấy ngày anh? Nhìn thấy luôn á. Ôi à. Trong ba tuyến thì tuyến nào đẹp hơn anh? Tuyến nào đẹp nhất? À cái đông mà đông thiên cung. Đông thiên cung em đến rồi. Dạ. Trình bày có ánh sáng lung linh như nào của ánh sáng mặt người. Nhưng mà như anh kể thì em thích đi cái tuyến mà anh vừa kể xong mà có cá heo thôi. Thích hơn. Chứ còn vào đông đấy, đi trong đông đấy thì nó cũng giống như cá hang khác, vì là nó cái nhu nó đẹp hơn chút thôi. Nhưng mà ngủ là ngủ trên tàu hay là ngủ ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh. Nhiên phải có bình minh gì vậy? Mày phải dậy sớm thì mày biết cái cảnh đẹp như thế. Chứ nếu mà bật 7-8 giờ đấy thì đéo cảnh đẹp như thế. Còn 5 giờ là phải dậy rồi. Đúng với 5 giờ dậy rồi thì ngắm cái cảnh đấy. Chứ mẹ ông ngủ lòi mắt đến 8-9 giờ thì mẹ mày thương tan hết mẹ rồi. Chìm nó hót trong bụng mẹ rồi. Thì làm sao ông biết cái cảnh như thế nữa. Ông phải dậy sớm, ông ngắm bình minh từ với lúc còn 5 giờ. Hơn 5 giờ, dưới 5 giờ đấy. Thì tầm 6 giờ, 7 giờ đấy. Quãng đấy là quãng đi kẹo với ông chụp ảnh, ông ngắm cá heo, ông ngắm cái cảnh bướm bay xanh đỏ mịn màng, chim thì hót, khỉ thì ru rú, ánh nắng thì xuyên qua những cái vòng mây giống như vầng mây nhỏ, ông nhìn nó mới ghê, ông mới biết thử thức à nó đẹp như thế này đây, chứ ngủ 8-9 giờ thì biết cái đéo gì nữa. Nhưng mà thấy những cái hòn núi này mà chụp từ trên cao xuống nó giống như kiểu mà đồ rồng hay là Photoshop anh nhỉ? Rất nhiều. Tao đi cũng khá nhiều với đất Việt Nam rồi. Chúng ta đẹp
phải nằm trên vịnh thì mình thức được. Nhưng mà nếu mà ngủ dạ mình diễn tây tây vào ngủ trước thì thôi thôi không, tốt nhất là không đi không nợ phí. Thế bây giờ là ở trên chỗ bãi cháy vì ấy là có tàu đi hay là chuyển xuống đây hết này? Đây thôi. Đây thì em thuê tàu đẹp tàu xuống. Dạ. Tiền nào thì đủ ấy. Giá thấp thì nào thì nó sẽ. Dạ. Cái dây quẩy thì chỉ đưa về cho tí. Chỉ qua thế giới. Cái con nó. Cái nước tình nó chắc đắt. Dạ. Thế dân thì cái thằng tàu nó có biết cái đất của mình là không chẳng qua đất thì không có nước như thế đấy. Thế lúc này em thấy cái con thủy phi cơ đấy mà nó đi xuống nước đấy thì là cái con đấy là đi lên một chuyến như thế là mất bao tiền đấy? 3 triệu 9 đi được thời gian bao lâu anh? 20 phút rồi. Nó cũng đẹp thật, nhưng mà đẹp trong cái độ mà chúng ta nhìn xuống. Nói chung là chúng ta xem hoa. Làm sao cũng hoa này thơm đúng không? Thế là đi được hết nhưng mà lại không ngắm được mấy. Ngắm trên cao thôi. Điều hành. Thì sẽ có thể nhìn thấy cái tàu đầy bố thì hôm nay bốn cây này. Hôm nay bốn cây này cũng một bàn và chúng ta cũng như một bàn nữa. Đi mà đi đủ 3 tuyến là hết khoảng bao tiền? Bây giờ giá cả nó được ấy chứ lắm. Ngày mai bố lại đến bố mình, ta nghĩ như thế này. Ngày mai bố mình đi thứ ba ngủ qua đêm. Thế là nhanh, bố mình thế. Thế thì đi hết được. Đúng rồi, đi. Ngày hà về, chứ còn đi hôm nay thứ 1 rồi, hôm sau thứ 2 nữa thì thứ 3 thì thứ 3 đi thì nó hoài. Ví dụ vậy nó hoài, thì nó xa quá, đi nó hoài nó mệt. Là đi là nghỉ trên cái tàu luôn. Đúng rồi. Ngủ qua đêm ấy, cũng tưởng thức được cái cảnh hoàng hôn và cảnh bình minh trên bích ở năm mới nào. Được chưa? Tây rượu vào này, tây rượu với này thì mình quan hệ tình dục vào như chó ấy, biết đồ đường nào nó thì mẹ nó phí. Vâng. Đây là đi thưởng thức thiên nhiên thôi mà, phải lắm được. Đây tớ đi thưởng thức thiên nhiên, tớ muốn gần gũi thiên nhiên thì tớ phải thưởng thức như thế. Chứ còn nếu quan hệ tình dục ở nhà thì mẹ mình cứ thuê con thỏ mất đẹp mất hơn mượt mất 500.000 đồng thì mẹ thì gọi là cũng là được rồi, tầm 350 là được. Ấp thì bay gái cũng sức đông đi. Nhưng mà ở đây thì đầu tuần là ít khách hơn hay là sao anh nhỉ? Hôm nay không thấy khách mấy. Thứ bảy gần hơn luôn. Vẫn thấy các bạn đi từ xưa là nó bây giờ nó mới về. Cả khách đây nó về. Đây tàu chạy cứu. Chiếc tàu đi khắp bằng cứu. Yeah. Hiểu không? Chứ còn mẹ mày cái tàu ngủ đêm á. Nó đi từ lúc 11 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Tầm ngày mai tầm đấy nó mới 11, 12 giờ, trưa mai bắt đầu nó về bến. Nó chả khách về bến. Thế bọn bọn ngủ qua đêm đấy. Còn bọn này bọn tàu tiến rồi đi, tiến 1, tiến 2 thôi, hiểu chưa? Tàu đây nó mình có chút phòng ngủ. Chỉ chút ngồi thôi. Tiến 1, tiến 2 xong rồi về về giả khách cho bọn đầu. Giả khách cho bọn đầu về, tàu 2, tàu 1, mai thì tiếp tục. Ở khu đất mà đất trong này, trong Bình Châu này chắc đắt anh nhỉ? Nó rơi vào tầm một cái nhà một vòng vàng như thế kia. Đấy. Mà từ tầm 1, tầm 3 đấy. Nó rơi tầm 7-8 tỷ. Một cái ô vậy, nhưng mà chỉ có bên ngoài vậy, bên trong mà chưa có đéo gì cả. Bên trong thiết kế là mình từng về một thiết kế. Từng về mà làm cầu thang kiểu gì hết là. Còn nếu mà đất thì khoảng bao tiền mét vuông ấy? Đất thì nó bán khoảng lô để kinh tế bắt đầu nhỏ như ở ngoài kia đâu. Chắc phải tiền tiền. Nhiều hơn cả là mình. Bây giờ nó đâu có tiền mua mà nó đâu bán bằng 100-200 mét vuông, mà nó bán nhiều trăm mét vuông. Để
để xây vững chắc cái gì thì nước lên nó muốn. Đúng rồi, hoặc là xây biệt thự. Ừ. Chứ còn mình chỉ có tiền mua là mua cái nhà mà nó xây tổng thể bên ngoài rồi, nhưng bên trong chẳng có đéo đấy, bên trong tập trung chứa chạc. Thô, thô. Ừ, còn thô thôi. Về mình tính thiết kế, nhưng mình nó không có bể thì mình về mình phải đào năm mà xây bể. Làm bể nó không đâu, hay là mình muốn làm toilet kiểu gì kiểu gì thì nó do mình tự làm. Yeah. Bên trong nó không có gì cả. Thì nó mới dựng một cái nhà ba tầng như thế là thô ngoài vậy thôi. Bên trong thì chưa chát, chưa ổ ngang, chưa gì hết. Về tự xử lý là nó rơi vào một cái nhà này nó tầm 8 tỷ này. Nhà bên kia tầm 6 tỷ này. Còn cái bên Ngọc Châu này thì chắc sau này đẹp đấy anh nhỉ, cái khu vực ở bên Ngọc Châu này. Vâng, lúc này em đi sang bên rồi. Nhà đấy của nó là 26 tỷ á. Nhà ui dồi, đắt nhỉ. Làm xây xong bắt thì phải đặt cái đô nó mua rồi em ạ. À đấy à. Giống như kiểu lô cốt ấy. Vâng. À, cảm ơn anh nhé. Chào anh nhé.